Ơi con gì ạ? Con ngựa. Con khủng long đâu? Khủng long đâu? Ờ đúng rồi, khủng long đấy. Ông trèo lên khủng long cắn đấy. Ờ khủng long cắn bốn luôn. Đấy. Hả? Có lên con voi không? Bố chỉ bé lên. Bé lên con voi nhá. Một bé con nhá. Nhá. Sợ à? Nó lên à? Đâu ấy nhà đấy à, biết rồi con gì đấy là chú đùn đấy làm bài tiếp là bảy chú đùn đấy đúng không? À, con yêu cao cổ to cực luôn. Con ra yêu cao cổ đi. Vui rồi.